Giống như hư không không có nghĩ ta đi với các pháp ấy hoặc gần hoặc xa. Vì sao? Vì hư không không chuyển động, cũng không sai biệt, không phân biệt. Các Bồ Tát cũng giống như vậy, lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, họ không nghĩ ta cách xa địa vị thanh văn độc giác, ta gần quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không có phân biệt đối với tất cả các pháp. Bạch Thế Tôn, giống như người do làm ảo thuật biến hóa không nghĩ vật ảo thuật, người làm ảo thuật và người xem cách mình gần hay xa. Vì sao? Vì người do làm ảo thuật biến hóa thì không có phân biệt. Cũng lại như vậy, các đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không nghĩ ta xa lìa địa vị thanh văn độc giác, ta gần quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không phân biệt đối với tất cả các pháp. Bạch Thế Tôn, giống như cái ảnh không nghĩ ta theo sát vật và nơi ta y cứ xa hay gần. Vì sao? Vì ảnh được hiện ra không có phân biệt. Cũng vậy, lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, các vị đại Bồ Tát không nghĩ ta xa lìa địa vị thanh văn độc giác để ta gần quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa không sanh phân biệt đối với tất cả các pháp. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát nào thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa thì không có sự thương ghét. Vì sao? Vì sự thương hoặc ghét và tự tánh cảnh của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đều không thể nắm bắt. Bạch Thế Tôn, giống như các vị Như Lai ứng chánh đẳng giác không thương không ghét tất cả các pháp, cũng như vậy, đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng không thương không ghét tất cả các pháp. Vì sao? Vì chư Phật và Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đã dứt trừ sự thương ghét. Bạch Thế Tôn, giống như các vị Như Lai ứng chánh đẳng giác đã đoạn trừ hoàn toàn tất cả sự phân biệt, các loại phân biệt và xa lìa sự phân biệt trùm khắp. Cũng vậy, đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng hoàn toàn xa lìa tất cả phân biệt, các loại phân biệt và xa lìa sự phân biệt trùm khắp. Vì sao? Vì chư Phật và các vị Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không có phân biệt đối với tất cả các pháp. Bạch Thế Tôn, như chư Phật không có nghĩ ta xa lìa địa vị thanh văn độc giác, ta ở gần quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Cũng vậy, các vị đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không nghĩ ta xa lìa địa vị thanh văn độc giác, ta ở gần quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì sao? Vì chư Phật và các vị Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không có phân biệt đối với tất cả các pháp. Bạch Thế Tôn, như người được các vị Như Lai ứng chánh đẳng giác biến hóa ra không nghĩ ta xa lìa địa vị thanh văn độc giác, ta ở gần quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì sao? Vì tất cả các vị Như Lai ứng chánh đẳng giác và những người do các ngài biến hóa ra đều không có tâm phân biệt. Cũng vậy, đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không nghĩ ta xa lìa địa vị thanh văn độc giác, ta ở gần quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không có phân biệt đối với tất cả các pháp. Bạch Thế Tôn, giống như vì muốn làm việc gì, chư Phật biến hóa tạo ra người huyễn để khiến làm việc ấy, người được hóa ra đó không nghĩ ta có thể làm được công việc như vậy. Vì sao? Vì những người được biến hóa ra không có phân biệt đối với việc làm. Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng như vậy, do có việc cần làm nên siêng năng tu tập. Sau khi đã tu tập, tuy có thể thành tựu công việc, nhưng pháp ấy không có sự phân biệt đối với công việc. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa vốn không phân biệt đối với pháp. Bạch Thế Tôn, giống như người thợ khéo và các học trò của ông ấy, vì có công việc nên họ tạo ra các vật như nữ, hoặc nam, hoặc voi, hoặc ngựa. Tùy các vật này được làm ra nhưng chúng không có sự phân biệt. Vì sao? Vì pháp ấy như máy móc vốn không phân biệt. Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng như vậy, do có công việc nên mới thành lập, tuy đã hoàn thành nhưng hoàn toàn không phân biệt đối với hoạt động và lời nói. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa vốn là pháp không phân biệt. Lúc ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, chỉ có Bát Nhã Ba La Mật Đa không có phân biệt, hay Tịnh Lự Tinh Tấn, An Nhẫn Tịnh Giới và Bố Thí Ba La Mật Đa cũng không phân biệt?
Thiện Hiện đáp, chẳng phải chỉ có bát nhã ba la mật đa không phân biệt, mà tịnh lượng tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa cũng không phân biệt. Xá Lợi Tử nói, chỉ có sáu ba la mật đa là không có phân biệt, hay sắc thọ tưởng hành thức cũng không phân biệt, nhãn xứ cho đến ý xứ cũng không phân biệt, sắc xứ cho đến pháp xứ cũng không phân biệt, nhãn giới cho đến ý giới cũng không phân biệt, sắc giới cho đến pháp giới cũng không phân biệt, nhãn thức giới cho đến ý thức giới cũng không phân biệt, nhãn xúc cho đến ý xúc cũng không phân biệt. Các cảm thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các cảm thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng không phân biệt, địa giới cho đến thức giới cũng không phân biệt, vô minh cho đến lão tử cũng không phân biệt, pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không cũng không phân biệt, chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì cũng không phân biệt, thánh đế khổ tập diệt đạo cũng không phân biệt, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng không phân biệt, tám giải thoát cho đến mười biến xứ cũng không phân biệt, bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo cũng không phân biệt, pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện cũng không phân biệt, tịnh quán địa cho đến pháp vân địa cũng không phân biệt, tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa cũng không phân biệt, năm loại mắt, sáu phép thần thông cũng không phân biệt, mười lực như lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng cũng không phân biệt, pháp không quên mất tánh luôn luôn xả cũng không phân biệt, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng không phân biệt, quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề cũng không phân biệt, tất cả các hạnh của đại bồ tát cũng không phân biệt, quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật cũng không phân biệt.